Đến với vlog của mình thì hôm nay là mình sẽ review chiếc R6 hung thần, một cái tên mà nó không xứng đáng nó nhận đâu hai chữ hung thần đó. Nói chung là R6 này thực sự ra người Nhật họ thiết kế ra là để cho phơm người châu Âu chạy phải trên 1m75 trở lên, tại vì chiều cao yên của nó tới 850 rồi giờ chục bánh xe của nó giữa bánh trước và bánh sau khoảng cách rất là ngắn, bởi vậy khi mà mình leo lên mình ngồi á sẽ có cảm giác chầm lỡ, có nghĩa là mình ngồi mà y như mình khom lưng á, nên vì đó mà khi mình di chuyển khoảng đường xa từ 100 đến 200 cây trở lên thôi là đủ để gọi là gây cảm giác mệt mỏi về cơ thể, từ đó dẫn đến sự điều khiển xe không chính xác, quể quải dễ gây tai nạn, nên nó được gắn cái mệnh danh là hung thần sát chủ. Chứ thật sự ra nếu mà nói về thiết kế thì nó gần như là thiết kế hoàn hảo nhất trong dòng 600, nó không hệ thống ben dầu ben heo rất là tốt, nó được thừa hưởng từ hàng IZS R1, nói chung là rất là đỉnh ở cái năm 2008 mà khi ra một cái phơm này thì thiết kế của nó rất là đỉnh. Còn sở dĩ những bạn mà nói gia tốc của nó hổm á là đôi khi là những người đó chưa có chạy xe lớn, họ đang chạy một chiếc xe nhỏ rồi họ đột ngột họ cầm một chiếc R6 thì tất nhiên ga nó sẽ hổm rồi. Còn thí dụ như những người nào mà đang chạy 1000 xuống R6 thì nó cũng rất là bình thường. Thậm chí mà ví dụ ngày xưa mình mới chơi chiếc CB R600, mình chuyển qua R6 mình chơi thì mình cũng chẳng cảm nhận được cái gia tốc của nó khủng khiếp gì lắm. Nhưng mà có điều cái là nước hậu thì R6 đúng là gọi là khá hổn. Nó có thể nếu mà xe zin không thì nó cũng có thể lên được 290. Nói chung là một sức mạnh đáng kể trong dòng 600. Chứ còn thực sự nói về nó là xe hung thần là không đúng. Hung thần hay không đó là do người điều khiển. Chứ nếu mà R6 gọi là hung thần thì R1 chắc gọi là diêm vương quá. Các bạn nói chung là phải trải nghiệm theo nhiều mặt rồi mới phán đoán là một chiếc xe được. Chứ thật sự nó là một chiếc xe đẹp nhất theo mình tới bây giờ, nó là chiếc 600 đẹp nhất. Thậm chí mẫu mới của nó ra cũng chưa đẹp bằng mẫu cũ này đó. Nên các bạn đừng có vội vàng mà kết luận hay là nghe những lời trên mạng mà chém gió. Thật sự nói chung là R6 theo mình đánh giá là phơm cũ đẹp hơn phơm mới, và rất là đẹp. Trong mắt mình R6 vẫn là một chiếc xe mới, quá đẹp đó. Nên ví dụ như anh em có mua thì có mua chơi thì nên là lựa chọn cái đúng tầm vóc với mình. Thật sự chiếc này phải là phải 1m75 trở lên thì mới chơi nó được, chứ thật sự nếu lùn quá như mình 1m65 là chấm chân không tới luôn, nhón cũng nhón không được luôn, chua lắm. Nói chung là chạy về lâu về dài đi tour xa là nó sẽ gây cảm giác mất an toàn, mất lái, nên mình đưa ra một số lời khuyên cho anh em thôi. Chứ thật sự nó là một chiếc xe hoàn hảo của phân khúc 600, nên anh em ví dụ như có muốn mua chơi thì cứ thoải mái, đừng có nghe cái danh hung thần mà gọi là bỏ một chiếc xe đáng để trải nghiệm. Rồi, xin chào anh em, mình chia sẻ kiến thức thôi, ví dụ như có gì không đúng thì anh em góp ý với mình nha. Thì hôm nay là anh em mình ra khu đại học 55 để chờ review trước cho một số cảnh để chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp tới của nhóm. Anh em cứ ra đây chụp hình, ra đây là view rất là đẹp đó. Thôi bây giờ nhóm mình chuẩn bị đi tới quán nước nào đó gần gần đây uống, thì có gì mình sẽ review thêm một số chi tiết cho anh em về sau. Nếu anh em thích review xe gì thì cứ comment phía dưới sẽ có review hết. Rồi xin kính chào anh em nha, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Chào các bạn, mình là chim. Ông về cắt khúc đó được mà.